Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp xuống giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư trên khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Vâng, trước hết xin kính chào tất cả anh chị em cũng như các bạn. Xin chúc mừng tất cả anh chị em trong ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta đã biết ngày hôm nay 24 tháng 11 mới đúng là ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Nhưng mà hầu hết ở Việt Nam cũng như là ở Hoa Kỳ thì chúng ta đã mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam trừ Chủ nhật tuần trước đây một tuần, trước đây hai tuần, là bởi vì Chủ nhật tuần cuối cùng của mùa phụng vụ, đó là Chủ nhật tuần trước, là lễ trọng kính Chúa Giêsu làm vua vũ trụ. Vì vậy cho nên chúng ta được phép rời các ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam lên trước đó một tuần, tức là Chủ nhật tuần thứ 33 mùa thường niên. Nhưng chúng ta biết rằng ngày hôm nay là 24 tháng 11 mới đúng là ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Trong đó chúng ta mừng kính không chỉ 118 vị đã được giáo hội công nhận làm lên bậc hiển thánh, mà chúng ta cũng cầu nguyện cho rất nhiều trong số đó, anh chị em họ hàng nội ngoại của chúng ta, là những người đã ra đi trước chúng ta, đã gieo hạt giống đức tin vào trong tâm hồn của chúng ta, và chính nhờ hạt giống đức tin đó của chúng ta có được sự sống đời đời, chúng ta nhận biết được Chúa Giêsu và chúng ta quy tụ với nhau trong những cái buổi cầu nguyện như thế này. Và chúng ta biết như anh chị em ở tại Hoa Kỳ thì ngày mai đó là ngày lễ Thanksgiving, đất nước Hoa Kỳ, tổ tiên của đất nước người đất nước Hoa Kỳ đã cho chúng ta một ngày lễ rất tuyệt vời. Cho dù nó không phải là một ngày lễ mang nặng tính cách công giáo hay là tính cách Kitô giáo, nhưng mà nó có thể hiện một cái tầm ảnh hưởng của Kitô giáo trong cái ngày lễ này. Tất cả, không chỉ những người Kitô hữu, mà tất cả mọi người dân trên đất nước Hoa Kỳ, bất kể màu da, chủng tộc, chúng ta đều về lại gia đình của chúng ta, về gia đình của mình để tạ ơn Chúa trong một năm qua. Và chắc hẳn giờ đây, khi chúng ta ngồi, chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều. Chúa ban cho chúng ta ngoài ơn đức tin, đức cậy, đức mến qua các thánh, Chúa ban cho chúng ta sự sống, và Chúa hứa ban cho chúng ta nước thiên đàng mà tất cả mỗi người chúng ta đều mong mỏi. Và như chúng ta đã biết trong Chủ nhật tuần trước, đó là lễ Chúa Giêsu làm vua vũ trụ, hay Chúa Kitô làm vua vũ trụ. Đó là kết thúc cái năm phụng vụ và mở ra một năm phụng vụ mới. Chúng ta đã biết cuộc sống nó vẫn luôn thay đổi tuần hoàn. Cây mùa xuân thì nó đâm chồi nảy lộc, và mùa hè, mùa thu thì nó
lá bắt đầu rụng và mùa xuân thì nó lại bắt đầu nảy ra. Thế nhưng mà cuộc đời con người thì nó không phải như vậy thưa anh chị em. Cuộc đời con người mùa một cái mùa xuân thì nó sẽ mãi mãi qua đi, cái tuổi thanh xuân nó sẽ mãi mãi qua đi. Là cuộc đời con người chúng ta chỉ có cái cuộc sống hiện tại, giây phút hiện tại. Chúng ta cảm ơn Chúa về cái món quà của cuộc sống, món quà của giây phút hiện tại mà Chúa đã ban cho chúng ta. Trong cái bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, Jesus nhắc nhở cho chúng ta hai điều rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúa nhắc nhở cho chúng ta điều thứ nhất, đó là chúng ta cần phải canh thức và đề phòng, hay nói đúng hơn đó là chuẩn bị. Điểm thứ hai Chúa nhắc nhở cho chúng ta đó là chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu khi chúng ta sẵn sàng đón nhận Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta. Mùa vọng là mùa để chúng ta chờ mong Chúa đến. Chúa đã đến rồi, Chúa đã đến cách đây 2.000 năm rồi, và chúng ta mong chờ Chúa đến trong ngày Chúa quang lâm. Và mùa vọng trước hết đó là cái mùa để giúp cho chúng ta chuẩn bị để mà đón mừng Chúa. Và đồng thời mùa vọng nó cũng là mùa để chúng ta canh thức. Hay nói đúng hơn, mùa vọng nó chỉ có 4 tuần. Nhưng nói đúng hơn, mùa vọng đó là cả cuộc đời của chúng ta. Cả nhân loại này của chúng ta vẫn đang sống trong mùa vọng. Chúng ta vẫn đang sống trong hy vọng rằng một ngày nào đó Chúa sẽ đến và cứu độ chúng ta. Chúng ta hy vọng rằng một ngày nào đó thì sẽ cơn đại dịch này nó sẽ chấm dứt để chúng ta trở lại cái cuộc sống bình thường của chúng ta. Mặc dù nhiều người trong chúng ta đã được trích vaccine và đã có những cái phương thuốc điều trị, thế nhưng mà chúng ta thấy là vẫn còn rất nhiều người vẫn còn đang bị ảnh hưởng trong đại dịch này. Nói như thế để chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta không có lúc nào là thiếu cái không có lúc nào là chúng ta sống mà chúng ta không có hy vọng. Mùa vọng cũng gọi là mùa trông móng hay là mùa ngóng chờ. Ở Việt Nam của chúng ta nó có những cái hòn núi như là hòn núi Vọng Phu, tức là cái hòn núi của một người vợ mong móng người chồng của mình trở về trong sau cái cuộc chiến tranh. Và không chỉ là cái ngọn núi Vọng Phu đó ở Việt Nam của chúng ta mà thôi, mà tất cả mỗi người chúng ta đều là những người mong ngóng Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta. Như chúng ta từng nghe trong cái bài hát đó là từ trần gian con ngước mong lên, cầu mong Chúa sai đấng thiên sai đến trong cuộc đời của chúng ta. Chúa nhắc cho chúng ta trước hết đó là chúng ta cần phải canh thức và đề phòng, hay nói đúng hơn là canh thức và chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm nay khi chúng ta nói về việc canh thức và chuẩn bị sẵn sàng thì nó có vẻ như có gì đó cũng khá là xa vời. Nhưng vào thời Chúa Giêsu thì cái việc canh thức và chuẩn bị sẵn sàng nó là một điều gì đó rất quan trọng. Là bởi vì ngày xưa khi những người đầy tớ, những người làm công trong gia đình, những cái gia đình nhà giàu, và khi một cái ông chủ ông ra đi chẳng hạn như là thăm trang trại hay ra đi để mà tham dự một cái bữa tiệc nào đó ở một cái nơi phương xa, thì ông ấy hy vọng rằng cái người chủ, cái người đầy tớ đó phải canh thức và chuẩn bị để bất kể giờ nào, ngày nào mà ông chủ về thì người đó phải mở cửa để mà ra đón ông chủ. Là bởi vì vào thời Chúa Giêsu thì người ta không có những cái phương tiện đi lại như ngày hôm nay. Chúng ta cũng không có những cái phương tiện để mà đo đạc chỉ đời thời giờ chính xác. Ngày nay khi chúng ta đi đâu đó, chúng ta chỉ cần cho lên cái bản đồ cái nơi chúng ta đến thì nó sẽ chỉ cho chúng ta chính xác ngày nào, giờ nào, mà thậm chí từng giây phút nào chúng ta sẽ đến cái nơi mà chúng ta đến. Nhưng mà vào thời Chúa Giêsu thì nó không có những cái phương tiện như vậy. Vì vậy cho nên cái nhiệm vụ của những người đầy tớ, những người làm việc là những người phải luôn canh thức và chuẩn bị để đón chờ ông chủ đến.
và đồng thời canh thức và chuẩn bị để cho kẻ trộm nó khỏi vào trong nhà để lấy đồ lấy đạc của ông chủ. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là người chủ đích thực của chúng ta. Khi Chúa đi xa vắng, Chúa đã giao lại cho chúng ta tất cả mọi thứ, gia tài, thời gian, tiền bạc, vân vân, và thậm chí cả linh hồn, tâm hồn của chúng ta. Vì vậy, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là phải canh thức và chuẩn bị, đừng mê ngủ, đừng rượu chè hay là chè chén say mê, để mà khi Chúa đến mà chúng ta không nhận ra được Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta. Và điểm thứ hai bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nhắc nhở cho chúng ta đó là chúng ta cần phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Khi chúng ta nghe đến cái từ tỉnh thức và cầu nguyện luôn thì chắc chắn là một trong những cái hình ảnh nổi trội nó sẽ xuất hiện trong tâm trí của chúng ta. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu trong vườn cây đầu trước khi Chúa sau bữa tiệc ly trước khi Chúa chịu chết. Thì Ngài đã dẫn các môn đệ của Ngài đi ra vườn cây đầu và ở đó Ngài quỳ xuống cầu nguyện suốt đêm. Thế nhưng mà trong khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì các môn đệ đã lăn ra ngủ và Chúa Giêsu phải quay lại trách mắng Phêrô cũng như các môn đệ rằng các con không thức được mới thầy 1 giờ hay sao? Vâng, thưa anh chị em, tỉnh thức là một điều rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Ma quỷ luôn luôn rình rập để tìm kiếm những cơ hội khi chúng ta thiếu tỉnh thức, khi chúng ta không thận trọng và nó đến tấn công vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúa nhắc nhở cho chúng ta không chỉ tỉnh thức mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ đến Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta và tham gia những thánh lễ cũng như đặc biệt là bí tích hòa giải để tâm hồn của chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận Chúa vào bất kể giờ nào. Như Thánh Đa Minh Savio, như chúng ta đã từng nghe, một ngày khi thánh nhân đang chơi ở ngoài vườn và có một người đến hỏi Thánh Đa Minh Savio rằng nếu như con biết rằng ngày mai thì Chúa sẽ gọi con về thì con sẽ làm gì? Thì Đa Minh Savio nói rằng thì con vẫn tiếp tục chơi như con vẫn đang chơi với các bạn của con. Vâng, thưa anh chị em, điều đó để nhắc cho chúng ta một người đã tỉnh thức cầu nguyện ăn năn thống hối tội lỗi của mình và sẵn sàng đón Chúa đến thì không có điều gì làm chúng ta sợ hãi cả. Khi mà chia sẻ đến đây làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện về những cái cây trường trường sinh hay là cây trường thọ hay là cây trường xuân, hay đúng hơn là những cái cây trường xuân. Trong những ngày này nếu mà chúng ta sống ở những cái vùng Đông Bắc hay vùng miền Bắc và những vùng giá lạnh thì chúng ta thấy rằng hầu hết tất cả những cái cây nó đều đổi màu và sau đó thì những cái lá nó bắt đầu rớt xuống. Thế nhưng mà có một cái loại cây mà lá nó không bao giờ vàng úa mà lá nó luôn luôn nó là màu xanh và ở Mỹ người ta gọi là đó là evergreen tree. Thì một ngày kia Thượng Đế sau khi tạo dựng cây cối muôn vật thì nói với các cây cối rằng bây giờ ta sẽ có một cái cuộc thi cho tất cả các ngươi. Nếu mà trong các ngươi ai mà tỉnh thức được đến ngày thứ bảy, được 7 ngày thì ta sẽ thưởng cho một món quà rất đặc biệt. Và bắt đầu mọi loài cây bắt đầu bước vào cuộc thi. Có loài cây thì vừa ngày đầu rất là sốt sắng, tỉnh thức, tươi rói. Nhưng chỉ đến ngày thứ hai là đã bắt đầu héo úa và bắt đầu héo úa rồi. Thì có những cây nào tốt hơn thì được đến ngày thứ ba, đến ngày thứ tư. Thế mà đến ngày thứ bảy khi Thượng Đế đi ra vườn thì không còn một loài cây nào có tỉnh thức. Tất cả mọi cây đều ngủ gục, đều ủ rũ, đều héo tàn. Nhưng chỉ có một loài cây, đó chính là cây thông và cây tùng. Như chúng ta đã thấy, hai cái loại cây này nó vẫn tỉnh thức và sẵn sàng. Và khi nhìn thấy những cái cây đó nó đang tỉnh thức và sẵn sàng như vậy thì Thượng Đế mở một nụ cười
và tặng cho cái cây đó một món quà rất đặc biệt. Đó là những cái cây đó sẽ luôn luôn xanh tươi, không bao giờ tàn úa, không bao giờ héo phai. Cho dù đó là mùa đông, hay mùa thu, hay mùa hè, hay bất kể mùa nào, thì những cái cây đó nó vẫn tươi tốt. Và nó trở thành cái cung cấp nguồn dưỡng khí cho nhân loại trong những ngày đông tháng giá. Nó trở thành cái nguồn che chở cho những cây khác giữa những cái đêm đông bão tuyết. Vâng, thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta nó cũng ví như những cái cây đó. Có những người trong cuộc đời của chúng ta chỉ một vài ngày thôi thì chúng ta đã cảm thấy ủ rũ và héo tàn. Thế nhưng có những người trong cuộc đời của chúng ta luôn luôn biết tỉnh thức và luôn luôn xanh tươi tốt, và cuộc sống vẫn luôn luôn chảy tràn trong tâm hồn của chúng ta. Nói tóm lại, qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta phải như những người đầy tớ canh thức cho người chủ của mình trở về. Và người chủ đích thực của chúng ta không ai khác chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa hứa rằng Ngài sẽ quay trở lại để đón vào chúng ta. Và thì chắc chắn rằng Ngài sẽ quay trở lại với chúng ta để đón chúng ta. Thế nhưng cũng như bài tin mừng Chủ nhật tuần trước, cũng như những bài tin mừng mà chúng ta đã nghe trong suốt tuần vừa qua, thì chúng ta không biết được ngày nào, giờ nào và nơi nào và điều đó sẽ xảy ra như thế nào. Vì vậy cho nên là những người đầy tớ trung tín và khôn ngoan của những người chủ là Thiên Chúa, là cha chúng ta, thì chúng ta phải luôn luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng để bất kể giờ nào Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng sẵn sàng mở cửa để ra đón Chúa. Và điểm thứ hai tôi nhắc nhở cho chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là chúng ta luôn luôn sống tỉnh thức. Khi chúng ta sống tỉnh thức thì không có một kẻ trộm nào nó có thể xâm nhập vào trong cuộc đời của chúng ta, lấy đi những cái hạt giống đức tin, đức cậy, lấy đi những điều tốt đẹp trong cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta tỉnh thức thì chúng ta cũng giống như những cây thông, cây tùng, cây bách. Cho dù đã thu có đến, đông có qua, thì cành lá vẫn tươi tốt và giúp mang lại những dưỡng khí cho cuộc đời ngày hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở bên con dưới muôn ngàn dáng vẻ khác nhau. Có khi Chúa hiện diện lặng lẽ như tấm bánh ở nơi nhà tạm, nhưng Chúa cũng ở nơi những ai nghèo khổ, những người sống không ra là người. Chúa hiện diện một cách sống động nơi các linh mục, các giám mục, các thừa tác viên của Chúa. Nhưng Chúa cũng có mặt ở đâu có hai, ba người gặp gỡ để cầu nguyện, chia sẻ và lắng nghe lời Chúa. Chúa hiện diện nơi giáo hội gồm những con người yếu đuối và bất toàn, nhưng Chúa cũng ở rất sâu trong lòng những người Kitô hữu, những người đã tin vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thấy Chúa đang tạo dựng cả vũ trụ và đang đưa dòng lịch sử này về với Chúa. Xin cho chúng con gặp gỡ Chúa nơi bất cứ những ai là người vì họ có cùng khuôn mặt với Chúa. Xin cho chúng con biết khám phá ra Chúa đang hẹn gặp chúng con nơi mọi biến cố, vui buồn trong đời sống. Ước gì chúng con thấy Chúa hiện diện ở khắp nơi, thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì chúng con đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội gặp bữa Chúa trong bước đường đời của chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dọn dẹp ngôi nhà tâm hồn của chúng con, để chúng con sẵn sàng mở cửa khi Chúa đến trong cuộc đời của chúng con. Bởi vì Chúa đến thường một cách bất ngờ, mà nơi ngày giờ mà chúng con không đến. Xin cho chúng con luôn luôn biết tỉnh thức như những cây tùng, cây bách, để mang lại sự sống cho đời giữa những cảnh đời ngày hôm nay. Hãy Chúa, xin Chúa cho tất cả những ai đang đau yếu, bệnh tật,
những người đã bị nhiễm virus corona đang trong thời kỳ phục hồi. Xin Chúa ban ơn chữa lành xuống trên tất cả anh chị em của chúng con. Chúng con cũng dâng lên Chúa, đặc biệt những anh chị em đã qua đời. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót của họ và đưa họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Xin Chúa ban cho tất cả anh chị em chúng con một ngày lễ tạ ơn, một ngày Thanksgiving được mọi sự bình an trong sự quan phòng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em được bình an. Ơn Chúa.